thông tin mới của tái định cư Vành Đai 3 hay còn gọi là tái định cư Phước An. Hiện tại em Tuấn đang có mặt trên con đường trục chính của đường tái định cư Vành Đai 3. Thì anh chị có thể thấy là con đường này là con đường Nguyễn Văn Cừ. Dạ, con đường Nguyễn Văn Cừ. Đối diện chúng ta sẽ là dự án xây dựng Hà Nội. Thì theo công văn của Ủy ban Nhân dân của tỉnh Đồng Nai thì xác nhận và thời gian tới đây sẽ dành ra 5,6 hecta để xây dựng nên nhà ở xã hội. Dạ, xây dựng nên nhà ở xã hội. Thì khi mà nhà ở xã hội xây dựng lên thì khu vực này cực kỳ sầm uất, cực kỳ sầm uất. Dạ. Vì sao em lại nói lại sầm uất? Thì đối diện với chúng ta đây đây, đối diện đây, em check check lại anh chị thấy đối diện là cái dự án DTA đã nấp đầy dân khoảng từ 5 đến 60% rồi. Dạ. Còn đối diện với chúng ta sẽ là trục chính ạ, là đường Nguyễn Văn Cừ và dự án xây dựng Hà Nội. Dạ. Thì tái định cư thì làm rất là bài bản rồi. Dạ. Anh chị cũng có thể tham quan nhé, tham quan của em Tuấn nhé. Thì theo văn bản của Ủy ban Nhân dân của tỉnh Đồng Nai sẽ bỏ ra 5,6 hecta để xây dựng nhà xã hội thời gian tới đây. Dạ. Còn đây sẽ là khu vực để gia công lại những cái cống cấp thoát nước này, rất là chắc chắn này. Dạ. Thì tái định cư hiện tại là đã hoàn thành về tiến độ khoảng từ 95 đến 98% rồi. Thì những cái đoạn đường vỉa hè này, này có chiều ngang nó khoảng 6 mét. Dạ. Và cái con đường trục chính ấy, con đường trục chính là hai làn đường song song, hai làn đường song song rất là đẹp. Thì đối diện chúng ta đó là cái tòa nhà dầu khí đó, tòa nhà dầu khí cho công nhân. Đây là khu tái định cư Phước An hay còn gọi là tái định cư Vành Đai 3. Thì theo Tuấn Đức biết thì cái tái định cư Vành Đai 3 này thì những xã như xã Vĩnh Thanh thì hôm qua đã được cho họp dân rồi. Thì thời gian tới đây sẽ bốc thăm sớm thôi để lựa chọn từng lô. Thì những cái dự án tái định cư Vành Đai 3 và những cái tái định cư trên cả nước là cái tốc độ tăng trưởng và cái tốc độ thu hút dân về là rất là nhanh. Thứ nhất là xây dựng tự do, thứ hai là đã được tiền đền bù rồi thì người ta sẽ về đây để an cư lạc nghiệp. Thì em Tuấn làm chuyên bất động sản tại khu vực này, thì anh chị có nhu cầu hay mong muốn gì nào thì có thể liên hệ với em Tuấn. Dạ. Thì đây là khu vực em đường đứng trên trục chính của đường tái định cư.